Đây là một hộp nhạc Mapsa Thụy Sĩ, vỏ là của Ý, là bởi vì Ý nổi tiếng ở cái kỹ nghệ khảm gỗ này. Thế nên là các cái hãng làm máy nhạc của Thụy Sĩ như là Mapsa, Reuge, Thorens thì hay đặt làm những cái hộp của Ý để lắp máy của mình vào. Đây, bạn thấy hộp cực kỳ đẹp, họa tiết hoa văn cực đẹp luôn. Và cái hộp này nó có cái dáng nắp ấy, rất là lạ. Đây, đây cái phần nắp nó dày cộp luôn, nó đặc luôn nhá. Đây, hộp rất đẹp luôn. Đây, bài Love Story, Musical Movement. Đây, giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử nhạc nhé.